và tiếp theo sau đây là phần tin liên quan đến Việt Nam và cộng đồng. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ kéo hàng không mẫu hạm cũ kỹ thời chiến tranh Việt Nam đến Texas để tháo dỡ. Chiếc hàng không mẫu hạm đã về hưu có tên là Kitty Hawk được nhìn thấy nằm ở ngoài khơi bờ biển Long Beach vào thứ Hai, ngày 24 tháng Giêng, khi đang trên đường từ Bremerton đến một công ty dở tàu của Texas. Theo Daily Breeze loan tin, chiến hạm được kéo đi qua eo biển Magellan thay vì đi qua kênh đào Panama Canal do kích thước quá lớn Lý do chiếc hàng không mẫu hạm này dừng lại tại Long Beach là để tiếp nhiên liệu cho chiếc tàu kéo đi kèm. Chiếc tàu dự trù sẽ xuất phát trở lại vào tối thứ hai để tiếp tục hành trình đi xa hơn xuống bờ biển phía nam California và đi qua lục địa Nam Mỹ. Chiếc tàu dự trù sẽ đi ngang qua San Diego. Hàng không mẫu hạm Kitty Hawk được đưa vào hoạt động vào những năm 1961 là một trong ba siêu hàng không mẫu hạm thuộc lớp tàu Kitty Hawk của Hải quân Hoa Kỳ. Đây cũng là một trong những hàng không mẫu hạm cuối cùng của Hoa Kỳ chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Hàng không mẫu hạm đã đảm nhận trách nhiệm nặng nề trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Máy bay trên chiến hạm đã thực hiện hơn 5.000 phi vụ tác chiến trải dài khắp miền Bắc Việt Nam từ tháng 12 năm 1967 cho đến tháng 2 năm 1968. Các mục tiêu chính bị tấn công bao gồm có phi trường Vinh và phi trường Kiến An, cùng với các nhà máy nhiệt điện Long Vĩ và Thủy điện Bàn Thạch, cũng như là khu cảng Hà Nội và trung tâm truyền tin. Chiến hạm đã ngừng hoạt động cách đây 13 năm. Hàng không mẫu hạm Kitty Hawk đã được thay thế bằng hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử USS George Washington lớp Nimitz vào năm 2008. Kitty Hawk được cho ngừng hoạt động vào một năm sau đó kính thưa quý vị. Và có hàng ngàn người Việt Nam thương tiếc tiễn đưa thiền sư Thích Nhất Hạnh. Kính thưa quý vị, hàng ngàn người đã tập trung tại một ngôi chùa ở Huế vào hôm chủ nhật để bày tỏ lòng tôn kính và tiếc thương đối với vị cố thiền sư và là nhà hoạt động vì hòa bình Thích Nhất Hạnh. Người tiên phong mang chánh niệm đến phương Tây. Vị thiền sư người có tầm ảnh hưởng lớn trong Phật giáo, được mô tả là chỉ đứng sau Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vừa qua đời ở tuổi là 40 vừa qua đời ở tuổi là 95 vào thứ bảy tại chùa Từ Hiếu, thành phố Huế. Được biết đến như là cha đẻ của chánh niệm, thiền sư Thích Nhất Hạnh từng phải sống lưu vong gần 4 thập niên sau khi bị trục xuất khỏi quê nhà vì kêu gọi chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết hơn 100 cuốn sách về chánh niệm và thiền định, cũng như tổ chức các khóa tu trên toàn thế giới. Rạng sáng Chủ nhật thì các tăng ni đưa linh cửu của Ngài đi giữa dòng người đưa tang. Thi hài của thiền sư Thích Nhất Hạnh sau đó được đặt vào quan tài bằng gỗ và đưa đến thiền đường, nơi tràn ngập sắc vàng hoa cúc cùng với hương thơm thoang thoảng của nhang đèn quan tài của vị thiền sư sẽ được đặt trong thiền đường trong vòng một tuần trước khi được mang đi làm lễ hỏa táng vào thứ Bảy tuần tới. Rất nhiều lời tri ân được gửi về từ khắp nơi trên thế giới. Ông Moon Jae-in là Tổng thống của Nam Hàn đã từng ba lần mô tả thiền sư thích nhất hạnh như là một vị Phật sống và bày tỏ lòng tiếc thương và nỗi buồn vô hạn khi hay tin thiền sư đã về cõi Niết Bàn. Vị tổng thống của Nam Hàn chia sẻ trên Twitter rằng, ông tìm thấy ở nhà sư tình yêu thương nhân loại trong từng điều mà Ngài đã làm. Và kính thưa quý vị, tin tiếp theo sau đây, được biết rằng có nhiều viên chức tại Bộ Công Thương Cộng sản được giảm án để động viên. Tin Việt Nam Tờ báo Thanh niên loan tin chiều ngày 24 tháng 1 năm 2022, tại phiên tòa phúc thẩm tòa án cấp cao Cộng sản tại Hà Nội đã đồng ý giảm án cho các viên chức thuộc Bộ Công thương Cộng sản để động viên họ. Đứng đầu vụ án đó là ông Vũ Huy Hoàng, là cựu Bộ trưởng Bộ Công thương được giảm một năm tù giam so với án sơ thẩm xuống còn 10 năm. Kính thưa quý vị, ông Hoàng bị cáo buộc là vi phạm quy định về cai quản, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí. Theo hội đồng xét xử, thì ông Hoàng mắc bệnh ung thư đang điều trị ở trong bệnh viện, cho nên được vắng mặt trong phiên tòa. Bị cáo Phan Chí Dũng thuộc cấp của ông Hoàng là cựu vụ trưởng công nghiệp nhẹ, được giảm một năm so với án sơ thẩm xuống còn là 8 năm. Còn bị cáo Lâm Nguyên Khôi là cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cộng sản tại Sài Gòn, được giảm 6 tháng tù so với án sơ thẩm xuống còn 4 năm. Còn bị cáo Lê Quang Minh là cựu trưởng phòng phát triển hạ tầng được giảm 6 tháng tù xuống còn 3 năm. Hội đồng xét xử Cộng sản đưa ra nguyên nhân giảm án là do các bị cáo đã cao tuổi, đều có bệnh và hành vi phạm tội của cả ba bị cáo đều là do sai lầm, do nhận thức, chứ không phải là vì động cơ vụ lợi. Cho nên việc giảm án là để động viên các bị cáo khi chấp hành án. Các bị cáo đã gây thất thoát 2.700 tỷ đồng, trong khi cai quản tổng công ty cổ phần Sabico được nhà cầm quyền giao cho khu đất tại số 246 thuộc Hai Bà Trưng ở Sài Gòn. Kính thưa quý vị. Và bà Nguyễn Thúy Hạnh bị đưa đi giám định tâm thần trong lúc chờ để được xét xử. Kính thưa quý vị, gia đình nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh cho biết, bà đã bị cơ quan công an đưa đi giám định tâm thần trong lúc bị tạm giam để chờ xét xử với cáo buộc, phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước. Thông tin trên đã được ông Huỳnh Ngọc Trên, là chồng của bà Hạnh, thông báo vào hôm thứ Hai ngày 24 tháng Giêng trên Facebook cá nhân. Theo Đài Á Châu Tự Do, dẫn lời chồng của bà Hạnh cho biết, thông tin bà bị đưa tới bệnh viện để giám định tâm thần là do các bệnh nhân ở trong bệnh viện báo cho ông Trên biết. Ngoài ra, Ông Trinh cũng đồng thời nhờ nguồn tin khác thân cận với bệnh viện để xác nhận việc mà bà Hạnh bị đưa tới đây. Kính thưa quý vị, bà Nguyễn Thúy Hạnh là một ứng cử viên đại biểu quốc hội vào năm 2016. Bà cũng đã được biết đến là một người sáng lập quỹ 50K nhằm hỗ trợ gia đình của các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Bà bị bắt tạm giam vào ngày 7 tháng 4 năm 2021. Được biết rằng trước đó, tài khoản ngân hàng của bà đã bị phong tỏa số tiền khoảng 500 triệu đồng. Sau khi bà đứng ra để kêu gọi quyên góp tiền phúng điếu cho cụ Lê Đình Kình là thủ lĩnh tinh thần của dân làng Đồng Tâm trong cuộc tranh chấp đất đai. Theo ông Huỳnh Ngọc Trinh, thì trước khi bị bắt, bà Hạnh phải chịu vấn đề về tâm lý nghiêm trọng và đang trong tiến trình để điều trị. Từ khi bị bắt cho đến nay, gia đình không được biết tin về tình trạng sức khỏe của bà. Kính thưa quý vị. Và được biết rằng nước Đức vẫn tiếp tục hỗ trợ hơn 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. Tin từ Việt Nam Tờ báo Tiền Phong ngày 25 tháng 1 năm 2022 loan tin, Tòa Đại sứ Đức tại Việt Nam Hione, cho biết rằng nước Đức đã vừa hỗ trợ hơn 4 triệu liều vaccine Pfizer của BioNTech cho Việt Nam. Lô vaccine phòng COVID-19 này được thực hiện thông qua tổ chức vô vị lợi COVAX với sự phối hợp từ UNICEF, WHO tại Việt Nam và nhà cầm quyền Cộng sản. Cho đến nay, thì tổng số vaccine mà nước Đức tặng cho Việt Nam đã lên đến hơn 10 triệu liều. Tòa đại sứ tại nước Đức cho biết rằng đây là lô vaccine lớn nhất mà Đức viện trợ cho Việt Nam để ủng hộ chiến dịch tiêm chủng của nhà cầm quyền. Ngoài vaccine thì vào năm 2021, nước Đức cũng đã nhiều lần cung cấp trang thiết bị y tế để giúp cho Việt Nam chống lại dịch. Theo đại sứ Huyền, năm 2022 thì Đức Đức sẽ tiếp tục giúp cho Việt Nam chống lại tác động của đại dịch đồng thời cung cấp các lô vaccine thông qua tổ chức vô vị lợi Covax. Bà Rana Flowers là quyền điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc và đại diện của UNICEF tại Việt Nam nói rằng vaccine do chính phủ của Đức Đức hỗ trợ giúp cho Việt Nam đưa vaccine đến với mọi người bao gồm cả tiêm liều tăng cường. Và điều này sẽ làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh và tránh cho các bệnh viện khỏi bị tràn ngập. Và một lần nữa sau đây là những thông tin thương mại của đa truyền hình SET. Diễn viên sẽ trở lại ngay với phần tin văn nghệ và đời sống.